À, xin chào các em hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi nghiên cứu bài giảng online số 5, à, tái sản xuất xã hội à, trong bài học này thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu và nắm được các phạm trù của tái sản xuất các quy luật kinh tế của tái sản xuất đồng thời chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu các nội dung về tăng trưởng kinh tế phát triển kinh tế và tiến bộ xã hội à, bây giờ mời các em đi vào phần một lớn chúng ta sẽ tìm hiểu về các phạm trù của tái sản xuất phần một nhỏ chúng ta sẽ đi tìm hiểu khái niệm tái sản xuất Thế thì trên thực tế thì như các em đã biết là cái nhu cầu tiêu dùng của con người chúng ta là không ngừng tăng lên và chính vì cái nhu cầu tiêu dùng không ngừng tăng lên như vậy cho nên cái quá trình sản xuất cũng không bao giờ dừng lại mà luôn được thay đổi, luôn luôn được làm mới và đó người ta gọi là tái sản xuất. Tái sản xuất là quá trình sản xuất được lặp đi lặp lại thường xuyên và phục hồi không ngừng. Căn cứ theo phạm vi thì chia ra thành tái sản xuất cá biệt tức là quá trình tái sản xuất diễn ra trong cá nhân các doanh nghiệp cụ thể. Và thứ hai là tái sản xuất xã hội, tức là tái sản xuất được diễn ra trong phạm vi toàn xã hội. Căn cứ theo quy mô thì chia ra thành tái sản xuất giản đơn và tái sản xuất mở rộng. Tái sản xuất giản đơn là quá trình sản xuất được lập đi lặp lại với quy mô như cũ, tức là cái quy mô sản xuất của năm sau so với năm trước là như nhau, nó không có cái sự biến động, thay đổi hay là tăng lên. À, thứ hai là tái sản xuất mở rộng, thì đây là quá trình sản xuất được lặp đi lặp lại với quy mô lớn hơn trước